Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mùn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh La-gia-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-gia-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn La-gia-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-gia-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-gia-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta vừa nghe nối kết với bài tin mừng Chủ nhật vừa rồi, nằm trong phần giáo huấn của Đức Giêsu về việc sử dụng tiền của. Tin mừng Luca ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe một dù ngôn. Và trong dù ngôn này, Chúa nói về một cái thực trạng mà có lẽ thời nào cũng có, và nhất là ngày càng rõ rệt trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Đó là một thực trạng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Dù ngôn nói về hai nhân vật chính, một người giàu và một người nghèo. Người nghèo La-gia-rô ở trong một tình trạng bi đát, đói, khát, chó đến liếm ghẻ chóc của anh, và khi anh chết, anh được ở trong lòng tổ phụ Abraham, nghĩa là được hạnh phúc ở trên thiên đàng. Dù ngôn này không có mục đích nói cho chúng ta biết tại sao La-gia-rô lại bị nghèo, nhưng mà muốn kết nối với cái phần giáo huấn của Chúa Giêsu: phúc cho anh em là những người nghèo. Người nghèo là một người không có sở hữu gì cả, họ không có gì để bám víu ngoài một mình Thiên Chúa thôi, và Thiên Chúa bảo vệ họ. La-gia-rô trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa giúp. Người nghèo nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa, đó là cái mối phúc mà Chúa chúc lành cho người nghèo.
Rồi nhân vật thứ hai đó là nhân vật người giàu. Chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn ở nhân vật này. Nhân vật này không có tên, ông là một người vô dân, sống xa xỉ quá mức, ngày ngày yến tiệc linh đình, và khi ông chết, ông phải xuống âm ti. Vấn đề mà con muốn cộng đoàn suy nghĩ ngày hôm nay đó là tại sao người giàu trong dù ngôn lại phải xuống âm ti? Cũng như có lần Chúa Giêsu nói rằng khốn cho các ngươi là những người giàu. Vậy thì có phải giàu là một cái tội hay không? Và khi có tiền thì chúng ta bị phạt, điều đó có phải không? Kính thưa cộng đoàn, khi đọc lại các bài kinh thánh trong Cựu Ước, chúng ta thấy có một cái tư tưởng đặc biệt, đó là phú quý giàu sang đó là một mối phúc lành của Chúa. Như trong sách Sáng Thế, khi mà nói về ông Abraham thì sách Sáng Thế viết như thế này: Đức Chúa đã đổ muôn vàn phúc lộc xuống cho ông, ban cho ông chiên bò, vàng bạc, tôi trai tớ gái. Rồi khi nói về tổ phụ Isaac, sách Sáng Thế cũng nói rằng Đức Chúa chúc phúc cho ông và ông trở nên giàu có, ngày mỗi giàu thêm, giàu vô kể. Rồi một trường hợp khác đó là ông Job, Chúa cũng chúc phúc và cho ông Job nhiều của cải. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 con lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 con lừa cái. Như vậy thì có một cái nhãn quan Cựu Ước cho thấy giàu có tiền, có của, đó là phúc lành của Chúa. Thế nhưng phúc lành đó đến với con người không phải là không có mục đích. Của cải được ban cho con người có mục đích rõ ràng. Một trong những mục đích đó trong sách Đề Nhị Luật nói rõ cho chúng ta: nếu giữa anh em có một người nghèo thì anh em đừng có lòng chai giả đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng, nhưng phải mở dòng tay và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu. Chúa Giêsu cũng đã một lần nói với người thanh niên: hãy bán của cải đi mà phân phát cho người nghèo, và khi đại tiệc thì hãy mời những người nghèo. Như vậy, một trong những mục đích của cải vật chất đó là để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và chia sẻ với người khác, phục vụ người khác. Thế nhưng chúng ta thấy đã bắt đầu có những lệch lạc trong việc sử dụng tiền của. Thay vì để nuôi sống, để làm cho thế giới tốt đẹp hơn, để chia sẻ với người túng thiếu, thì người ta đã bắt đầu hưởng thụ phung phí tài sản, phung phí phục vụ cho ích kỷ cá nhân. Trong sách Ngôn Sứ A-mốt, ở bài đọc 1, Thiên Chúa lên án những người có lối sống xa hoa, những người nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những con chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hạo hàng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh khổ của người khác. Kính thưa cộng đoàn, trở lại với dù ngôn. Dù ngôn không cho thấy một sự áp bức, bóc lột nào giữa người giàu với anh Lazaro. Tuy nhiên, việc ông không biết và ông quên lãng người nghèo Lazaro đang nằm ngay trước cửa nhà ông, đây là một điều lỗi phạm tới luật của Chúa. Luật này đòi hỏi phải quan tâm đến những người nghèo. Đây là lý do tại sao mà người giàu phải xuống âm ti, phải chịu phạt. Người nhà giàu đã sở hữu mọi thứ, có tiền, có của, có áo gấm lùa là. Thế nhưng một điều căn bản mà ông thiếu, đó là sự chia sẻ, đó là lòng trần thương.
ông đã không sử dụng tiền của Chúa ban một cách đúng đắn. Thay vì giúp đỡ xoa dịu những nỗi đau của Lazaro, thì ông dùng của cải để sống một đời xa hoa phung phí. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay đòi hỏi chúng ta làm một cuộc hoán cải, nhìn lại chính mình để xem thử chúng ta đang sử dụng tiền bạc vật chất mà Chúa ban như thế nào. Sử dụng chúng đã đúng cách chưa? Chúng ta có nhận ra được trách nhiệm của chúng ta trước những anh chị em nghèo khổ hay không? Đó là những người nghèo, và có lẽ không ở đâu xa cả, đó là những Lazaro đang nằm ở hè phố, nằm ở lề đường. Đó là những Lazaro thậm chí nằm ngay bên cửa nhà chúng ta, trong khu xóm của chúng ta. Chỉ cần bớt một chút dư thừa, bớt đi một chút xa xỉ, chúng ta cũng có thể đủ làm cho nhiều Lazaro ấm lòng. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một tấm lòng biết chần thương, làm vơi đi những vất vả, những nhọc nhằn nơi anh chị em nghèo khổ, nơi những ai đang bị bỏ rơi. Amen.